Chào các em, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại nội dung phonics. Chúng ta sẽ học short u với letter u n và chúng ta sẽ review lại short u. Trong sách Supermind thì chúng ta sẽ tiếp tục học unit 5 và chúng ta sẽ học về homes, tức là nhà của chúng ta, các loại nhà. Phần đầu tiên là phần từ vựng. Trong sách Phonics 2 thì chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến short u. Nào các em cùng đọc nhé. Bun, bun, run, run, fun, fun. Trong sách Supermice thì chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến các loại nhà. Nào các em cùng đọc nhé. Home, home, house, house, caravan, caravan, houseboat, houseboat, palace, palace, tree house, tree house, tent, tent, leaf, leaf. Phần tiếp theo là phần cấu trúc. Trong sách Phonics thì chúng ta sẽ học cách nối âm những từ vựng liên quan đến short u. Nào các em cùng đọc nhé. N, un, a, n, un, b, un, bun, b, un, bun, r, un, run, r, un, run, f, un, fun, f, un, fun. Rồi phần cấu trúc trong sách Supermice thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là có cái món đồ đó có ở trên, ở dưới hay là ở trong một cái món đồ khác không? Chúng ta sẽ hỏi về vị trí của đồ vật. Và mẫu câu tiếp theo là chúng ta sẽ hỏi xem là có một món đồ ở trong căn phòng nào không? Và chúng ta sẽ trả lời có hoặc là không. Và mẫu câu cuối cùng đó chính là mẫu câu hỏi bạn sống ở đâu? Và các em hãy trả lời là em sống trong một trong số những loại nhà mà em ưa thích nhé. Nào các em cùng đọc nhé. Is the TV on the rug? Is the TV on the rug? Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. Is there a sofa in the living room? Is there a sofa in the living room? Yes, there is. Yes, there is. No, there isn't. No, there isn't. Where do you live? Where do you live? I live in a caravan. I live in a caravan. Bài tập về nhà, các em hãy copy từ vựng, cấu trúc 3 dòng, học từ vựng và cấu trúc, ghi nghĩa tiếng Việt và làm bài tập trên giấy của thầy giao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại cấu trúc trong sách Supermice. Các em hãy nhìn vào bức hình sau và cho thầy biết đây là căn phòng nào. What room is it? What room is it? Đây là phòng khách, đúng không? Thì mình sẽ trả lời là it's a living room. It's a living room. Mẫu câu đầu tiên, thầy sẽ đặt câu hỏi là có một món đồ vật gì đó ở vị trí nào? Các em hãy trả lời là yes, it is hoặc là no, it isn't. Nào các em hãy nhìn vào số 22. Rồi,
Đây là cuốn sách và đây là cái bàn. Thì thầy sẽ hỏi là Is the book on the table? On table. Nào các em hãy trả lời có hay là không nhé. Cuốn sách có nằm trên cái bàn không? Có, đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lời là số 2. Các em hãy nhìn vào số 25. Đây là cái gì? Đây là cái đèn bàn. Cái đèn bàn tiếng Anh mình sẽ nói là a lamp. Và đây cũng là một cái bàn. Bây giờ thầy sẽ đặt câu hỏi như sau. Is the lamp under the table? Is the lamp under the table? Nào em hãy trả lời có hay là không nhé. Cái đèn bàn có nằm ở dưới cái bàn không? Nó không có nằm ở dưới mà nó nằm ở trên, cho nên mình sẽ nói là chúng ta sang câu hỏi số 2. Đây là phòng phòng khách thì thầy sẽ đặt thì thầy sẽ hỏi là có món đồ gì ở phòng khách không? Và em hãy trả lời có hoặc là không nhé. Is there a sofa on in the living room? Is there a sofa in the living room? Nào em hãy trả lời có hoặc là không. Có một cái ghế sofa ở phòng khách không? Chúng ta thấy đây là cái ghế sofa, cho nên chúng ta sẽ trả lời là có, là yes, đúng không? Nhưng mà mình sẽ không trả lời là yes it is nữa, mà mình phải trả lời là người ta hỏi is there thì em phải trả là yes there is. Và câu hỏi số 4 đó chính là Is there a bed in the living room? Is there a bed in the living room? Nào em hãy trả lời có hoặc là không. Có một cái giường ở phòng khách không? Thì đây là phòng khách cho nên nó không thể có được cái giường. Cho nên chúng ta sẽ trả lời là no. Và khi người ta hỏi is there thì em phải trả lời là there is. Và no thì sẽ là there isn't. Nào, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những mẫu câu, những từ vựng liên quan đến các loại vào bức tranh sau và em cho biết đây là nhà gì. Bức tranh số 1. What is it? What is it? Bức tranh số 2. Picture 2. What is it? Bức tranh số 3. What is it? Bức tranh số 4. What is it? Và bức tranh cuối cùng, what is it? Em hãy trả lời là is a. Rồi bức tranh số 1, what is it? Chúng ta thấy đây là cái cây, a tree. Và ở đây có một ngôi nhà trên cái cây. Như vậy mình sẽ, nó sẽ là nhà ở trên cây. Is a tree house. Bức tranh số 2 chúng ta thấy đây là trên sông và có một con thuyền. Như vậy mình sẽ có từ thuyền là boat và ngôi nhà là house. Như vậy mình sẽ ráp lại là nhà trên thuyền là house, boat.
Rồi bức tranh số 3 thì chúng ta thấy ngôi nhà này nó không có nằm sát mặt đất, như vậy là nó sẽ di chuyển. Như vậy đây là ngôi nhà di động. It's a caravan. Bức tranh thứ tư, đây là một cái lều để chúng ta đi cắm trại. Như vậy nó sẽ là It's a tent. Và bức tranh số 5, đây các em thấy đây là một tòa nhà rất là lớn và chỉ có King và Queen, là nhà vua và nữ hoàng sống. Như vậy đây là một cung điện. It's a palace. Nào các em hãy cho biết là các em muốn sống ở căn nhà nào nhé. Câu hỏi bạn sống ở đâu sẽ là Where do you live? Where do you live? Và em hãy trả lời là I live in a. Ở đây em hãy điền ngôi nhà của mình nhé. Where do you live? Ok. Ví dụ như thầy muốn sống trong ngôi nhà di động thì thầy sẽ nói là I live in a caravan. Rồi chào tạm biệt các em nha.